Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ thuật đu dây của Tô Lâm Ngày 10 tháng 10, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Abuja, giảng viên tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington Bài viết có tựa đề Ông Tô Lâm trình diễn nghệ thuật cân bằng đu dây của Việt Nam khi ra mắt thế giới Tác giả nhận xét Lãnh đạo tối cao mới của Hà Nội thận trọng quản lý các mối quan hệ với Mỹ, Nga và Trung Quốc Hiện vẫn chưa có sự sắp xếp lại chính sách đối ngoại của Việt Nam và cũng sẽ không có điều đó. Tác giả cho biết, chính sách đối ngoại của Việt Nam được ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra và đã được đưa vào sách trắng quốc phòng năm 2019. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Theo đó, tùy diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng quân sự cần thiết với mức độ thích hợp với các quốc gia khác. Quan trọng hơn, chính sách ngoại giao không liên minh, liên kết của Việt Nam đã tỏ ra rất hữu ích và các nhà lãnh đạo Việt Nam là các bậc thầy về nghệ thuật giữ thế cân bằng đu dây. Tác giả đề cập đến những chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác và cho rằng tất cả đều tuân thủ theo một khuôn mẫu đã có từ lâu. Theo thông lệ đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời những chuyến đi này đã thể hiện rõ chính sách ngoại giao không liên minh, liên kết của Việt Nam. Tác giả cũng cho rằng những phát biểu của ông Tô Lâm tại New York không có gì mới mà lặp lại các luận điểm ngoại giao với các ngôn từ khẩu ngữ quen thuộc của giới lãnh đạo Việt Nam. Các bài phát biểu này không có gì mới, xét ở khía cạnh đề xuất chính sách cũng không báo hiệu về một làn sóng mới nào về tự do hóa hay đổi mới kinh tế của Hà Nội. Và đây là hình cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Biden ngày 25 tháng 9. Tác giả nhắc đến việc ông Tô Lâm đã hối thúc Mỹ cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam trong cuộc hội đàm ngắn với Tổng thống Joe Biden bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và theo ông, Việt Nam đã ngây thơ khi nghĩ rằng quy chế này có thể được trao trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Tác giả đánh giá, có lẽ cuộc gặp quan trọng nhất của ông Tô Lâm ở New York là cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Mặc dù Việt Nam tuyên bố duy trì chính sách đối ngoại trung lập nhưng chính sách của nước này đối với Ukraine lại vô cùng tồi. Việt Nam đã tiếp tục hợp tác với Nga ở cấp cao nhất, tiếp đón Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Dmitry Medvedev vào tháng 3 năm 2023 và Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 năm nay. Tác giả bình luận, Việt Nam đã tự đẩy mình vào ngõ cục vì ông Putin tiếp tục khẳng định rằng Ukraine là một phần lãnh thổ của Nga. Điều này đặt ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho Việt Nam vì từng là một tỉnh của Trung Quốc trong hơn 1.000 năm. Và đây là hình Tổng bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Mặt khác, tác giả nhận định, dù có một số gặp gỡ quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, nhưng ông Tô Lâm đã không đạt được thỏa thuận đầu tư lớn nào. Tuy nhiên, thay vì hướng tới tương lai và thăm thung lũng Silicon hay một trung tâm công nghệ cao nào khác để gặp gỡ với các nhà đầu tư, ông Tô Lâm đã chọn đi thăm chính thức Cuba một hoài niệm đối với quá khứ cộng sản. Tác giả phân tích, xét về kinh tế, chuyến thăm Hanava là không hợp lý bởi kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba chỉ ở mức 155 triệu đô la Mỹ, nhưng chuyến đi này quan trọng với Việt Nam. Một phần đây là một sự trấn an về mặt ngoại giao của Hà Nội đối với Trung Quốc, là câu trả lời cho những nhắc nhở thường xuyên của Bắc Kinh về việc kiên định đối với chủ nghĩa xã hội. Vẫn theo tác giả, có vẻ như Ông Lâm đang tận dụng tối đa các chuyến công du nước ngoài, nhưng ông cũng đang đưa ra tín hiệu rằng Việt Nam vẫn duy trì chính sách đối ngoại không liên minh, liên kết, ngay cả khi các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông xứng đáng nhận được những hồi đáp mạnh mẽ và thẳng thừng hơn từ Hà Nội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Nghệ thuật đu dây của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phải trang thủ tướng chính tìm mọi cách tạo điều kiện và làm lợi cho Bắc Kinh. Sau hơn 2 tháng nhậm chức tổng bí thư, ông Tô Lâm đã có một số động thái được cho là thách thức đối với Bắc Kinh nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, trong khi đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây. Thậm chí có nhận định cho rằng Tô Lâm không giấu giếm ý đồ chống Bắc Kinh. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo một số đánh giá, Việt Nam có một sự tính toán chủ ý khi tập trung ưu tiên nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các quốc gia chủ chốt tham gia vào NATO châu Á trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Hàn Quốc đã cho thấy. Đáng chú ý, cho tới nay, giới chức tướng lĩnh quân đội vẫn im hơi lặng tiếng, không có phản ứng công khai như đồn đoán. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trên cương vị thủ tướng, ông Phạm Minh Chính vẫn miệt mài với chức trách của mình. Người ta ít thấy hay thậm chí không thấy, ông Chính có các biểu hiện can dự vào chuyện nội bộ của đảng, nhưng có suy đoán cho rằng, đằng sau các chủ trương của chính phủ Việt Nam dường như ông chính đang cố tình làm lợi cho Trung Quốc. Ví dụ như trong khi các hãng công nghệ lớn của Hoa Kỳ có một số nghi ngại và không dám đầu tư vào Việt Nam, thì giới chức chính phủ và các công ty nhà nước vẫn mở cửa và chọn lựa công ty Trung Quốc nhận thầu trong việc lắp đặt 10 tuyến cáp quang dưới biển. Đây là một phần của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ký ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, do lo ngại về vấn đề an ninh, giới chức Mỹ đã kêu gọi Việt Nam hết sức tránh các nhà thầu Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến dự án xây dựng mới các tuyến cáp quang dưới biển. Cụ thể, Hoa Kỳ đã thúc giục Việt Nam phải tránh xa công ty lắp đặt cáp SMN Technology của Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp mới dưới biển từ nay đến năm 2030. Cảnh báo này được đưa ra do lo ngại Bắc Kinh sẽ do thám và đánh cắp các dữ liệu trong đó có mối nguy tiềm tàng đối với an ninh, quốc phòng, cũng như khả năng phá hoại và hoạt động gián điệp. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Thủ tướng chính vẫn quyết định lựa chọn nhà thầu SMN của Trung Quốc. Và đây là hình tuyến đường sắt cao tốc. Tương tự, trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, giới quan sát vẫn lo ngại bàn tay của Bắc Kinh trong dự án này, mặc dù đã có chủ trương không vay tiền bất cứ nước nào để thực hiện dự án. Có người đặt câu hỏi, Tại sao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại nóng lên giữa lúc này? Tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chỉ bàn làm không bàn lùi phải chăng do có sự thúc đẩy của Trung Nam Hải? Hơn nữa, mặc dù sự chuẩn bị cho cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chưa đầy đủ và chu đáo, đồng thời đã có sự phản đối và nghi ngờ của công luận, nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước phải hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10 ngay trước khi khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sự vội vã của Thủ tướng Chính có liên quan gì đến những thỏa thuận của Chủ tịch Tập Cận Bình với lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm 2023 hay không? Khi đó, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ mang đến công nghệ đường sắt cao cấp để giúp Việt Nam nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, cũng như phía Trung Quốc sẵn sàng cung cấp các khoản trợ cấp và cho vay. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam nằm trong đại dự án vành đai con đường của Trung Quốc, với mục đích gây ảnh hưởng về chính trị và kinh tế, đồng thời là bẫy nợ rất nguy hiểm đối với các quốc gia vay vốn Trung Quốc. Theo một số ý kiến, ngoài Trung Quốc, Việt Nam sẽ khó tìm được một nhà đầu tư có khả năng vốn cũng như công nghệ làm đường sắt cao tốc. Trong lúc Việt Nam hoàn toàn không đủ vốn và không có công nghệ, do vậy, đối với dự án trị giá gần 70 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam buộc phải vay vốn Trung Quốc là điều khó tránh khỏi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng Thủ tướng Chính tìm mọi cách tạo điều kiện và làm lợi cho Bắc Kinh? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.